Chỗ chạy như vậy làm sao tôi chụp được? Trời ơi, ba buôn bán không ra buôn bán, mày mê trai đi chiều bán ế rồi đừng nói sao hen. Anh là của tao. Anh là của tao. Anh là của tao. Mày nói tao, của tao mày nói gì vậy? Mày buôn đã vậy? Buôn đã cái tao vô chỗ rồi. Buôn là chưa? Có thể nào chụp hình mà không nghe tiếng tạch 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 được không vậy? Sao còn ngang ngược quá vậy? Tôi đang rất cố gắng để hòa nhập với con người và cuộc sống ở đây. Tại sao cô cứ cản trở tôi vậy? Tôi rất ghét anh. Chuyện gì vậy? Nó ở đâu rồi? Tao tính trốn luôn rồi. Bây giờ tao nói chuyện phải trả với mày nè. Nợ thì phải trả. Mày quá hạn 3 tháng rồi đó. Mày không muốn nó bị tao đánh thì mày trả nợ cho tao đi. Cảm ơn nghe. Cậu không có ghét tôi nữa hả? Tôi chỉ ghét người thành phố thôi. Tay! Tay! Về nhà lẹ đi, tụi tôi giang hồ tới kìa. Về! Hết cho tao. Chú lên. Ơi chú ơi, lưới của người ta chú ơi. Tôi xin chú mày chú ơi. Rồi. Chú ơi đừng mà, chú ơi. Lưới của người ta mà. Trời ơi. Bớt người ta. Bớt người ta. Trời ơi chú ơi đừng có đốt mà. Trời ơi chú ơi tôi xin chú mà bớt người ta. Nên. Nè. Thiếu nợ mà không trả, tôi đốt tới cái gì á? Lần này tôi đốt cái lưới, lần sau tôi đốt luôn cả nhà của bà đó. À, trời ơi. Mày được lắm. Chị Thanh. Chị hai bình em đi. Tụi nó dữ quá. Ăn hiếp em á. Ngu. Vô đó không xong. Chị hai. Chị làm. Mấy thằng mắc ôn này. Hốt hào à. Chị hai qua chơi. Trời ơi. Chị làm. Em đâu có thời gian đi chơi. Sáng giờ em đi thu nợ làng trên xóm dưới. Qua đây để hỏi chị này. Thế nợ của em bao giờ chị trả? Từ từ người ta trả. Tụi nó đốt lưỡi ra đền hả? Nhiều. Mày muốn nhiều? Bà vừa phải đâu nha. Tôi sống chết với bà đó. Đây, vào đây. Được mà con. Em nói chị nghe này. Cái lưới này bao nhiêu? Em đền 5 triệu đủ không? Tôi nói chị nghe nha. Cái lưới này 5 triệu tôi trả. Coi như là em trừ luôn nha. Em là sòng phẳng lắm. Xưa nay cái làng này này, em mà nổi tiếng sòng phẳng 5 triệu trừ luôn. Rồi, nhưng em nói chị nghe này. Con em mà đốt lưới nhà chị là em đền. Nhưng chị nhìn xem này. Năm thằng con của em, em nuôi chúng nó khôn lớn ăn học đàng hoàng. Lỡ lòng nào chị lại bảo con chị đánh con em hả? Rồi ơi là rồi. Quệ ơi Quệ, sao con gan quá vậy? Sao con dám đánh người ta vậy hả? Trời ơi, má. Cái mà con đánh cá chứ đâu có đánh lộn. Chứ tại sao? Còn Quỳnh á. Nhận rồi đó nha. Chị thấy chưa? Con chị nó nhận là đánh con em rồi đó. Giờ chị tính sao? Lưới của chị cháy, em đền 5 triệu. Vậy con chị đánh con em, ai đền đây? Không có đời cái gì hết á. Tụi bà ơi, bà không có nhịn nữa bà ơi. Không hết nổi rồi bà. Em chưa? Phải. Để cho người lớn người ta nói chuyện. Vừa phải thôi chứ. Đúng rồi đấy chị. Mày á Tài, mày mất dạy. Ai đời người lớn nói chuyện. Mày nhảy vô học tao, mày ngồi. Ngồi đây này. Chị đúng là bà mẹ quốc dân đấy. Em tính nhẹ, một thằng 2 triệu.
5 thằng là 10 củ. Trời ơi, chị ơi, cái mà tôi đi bán cá 5-7 bữa mới được 1 triệu. Chị đòi nợ chưa được 5 phút nữa chị cái mà chị đòi 10 triệu. Mày nói tao mệt quá. 10 triệu. Mà đi ăn cướp hả? Thôi mà. Chưa phải đâu nha. Thôi. Trời ơi, má lại con mà. Má, như vậy mà có xong rồi hả má? Thôi để người lớn nói chuyện với nhau, má xin con. Thôi bây giờ chị tính sao thì tôi nghe vậy. Đó, tôi tính rồi đó. Cái chuyện 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trong cái tháng này, tháng trước ấy, đối với tôi là chuyện rất nhỏ. Bao giờ chị có, chị trả ok. Hôm nay á, là em muốn nhắc chị cái số nợ 5 năm trước. Chị, để mình nói chuyện sau nha. Ở đây có mấy đứa con của tôi. Làm sao mà tính sau được. Tài, vô ăn cơm đi. Hai, một khùng hả? À má, nợ gì má? Không có gì đâu. Nợ cái gì hả má? Không có cái gì đâu, con vô ăn cơm đi. Không có chuyện gì đâu. Chị ơi, em bảo chị này, chúng nó cũng lớn rồi. Nước sôi lửa bỏng cái này ăn uống cái gì, cơm nước cái gì. Mày á, mày có một người mẹ là mày phải tôn thờ cả một cuộc đời. Năm xưa mẹ ruột của mày nợ 200 triệu mẹ nuôi của mày đứng ra nhận nợ đó. Mày thấy má mày cao cả chưa? Chị ơi, tôi đã hứa là trả nợ chị. Chị hứa với tôi là giữ kín chuyện này, chị đừng có nói mà. Má, bà nói gì má? Không có gì đâu con. Đâu có nghe. Đâu, chuyện của người đâu lớn. Đâu có nghe mà. Bà kia, chị là sao hả? Là sao mày đứng im nè? Mày đứng im chưa đó? Tao nói có sách mách có chứng, cái mồm tao là không sai bao giờ nha. Đây, giấy nợ đầy đủ đây. Đây. Ôi trời ơi, tơ. Chị từ. Chị thấy không? 5 năm trời cái tờ giấy nợ. Để lâu mà cứt trâu nó muốn hóa bùn ấy chị. Em phải đi ép plastic cho nó bằng phẳng này chị đã. Chị đọc đi. Mày đọc đi Tài. Rõ chưa? Đúng chưa? Chị ơi, tôi hứa tôi sẽ trả nợ cho chị. Nhưng tôi xin chị, không có xin xỏ được nha chị. Hôm nay á, 20-25 triệu vài tháng nay, bình thường khi nào chị có trả ok. Nhưng 200 triệu đó tôi cho gia đình các chị và các người nha. Đúng 3 ngày không hoàn trả số tiền đó cho tôi nha. Đừng có trách. Nước biển sao mặn nghe chưa? Đi về chúng mày. Má ơi. Má. Ở đây chưa có nước phong tên. Cái lưu này là nước mưa má tôi hứng á. Coi rửa vết thương đi. Còn nếu mà muốn tắm thì xách vô trọng tắm. Vậy là mỗi lần đi tắm phải ra đi múc nước đem vô trọng á hả? Chứ anh muốn sao? Rồi không lẽ đang tắm giữa chừng hết nước cũng phải ra đây múc hả? Ừ. Mà nè, tắm tiết kiệm thôi đó. Nhà tôi người tắm có một xô à. Nhưng mà tôi tắm nhiều nước quen rồi. Kệ anh. Thank you.
Tôi đưa khăn tắm cho anh. Vậy thì cậu qua đây cậu đưa nhanh đi. Nè, xa quá tôi lấy không tới, cậu đưa gần chút nữa đi. Nè, tôi không qua ở đâu đó. Lại gần chút nữa đi. Không. À. Cái lũ mẹ mày à. Anh làm gì vậy hả? Cái thằng quỷ này nghe, mày diễn tuồng hoài ha. Ăn cơm má ơi. Tụi con ăn đi. Ăn đi con. Sao má giấu con? Cái gì đây? Mày đem bán đi. Coi trả được bớt nhiêu thì trả cho người ta. Cái này là kỷ vật của ba con. Làm sao má đem đi bán được? Cất đi. Mày đem bán đi má. Cái chuyện này má tự lo được. Chờ ngủ phòng má. Ừ. Sao đêm nay con khó ngủ quá. Ráng ngủ đi con. Mai còn đi lấy cá sớm nữa. Rồi cái tiền nợ của chị hai bà tính sao má? Con yên tâm đi. Trả lần lần là nó cũng hết. Trời ơi, tiền nợ của mình chưa trả xong thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ cho má thằng Tài. Má nói má lo được là lo được. Cô yên tâm đi, để cho má tính. Phải chứ hồi xưa má đừng có đứng ra gánh nợ cho má thằng Tài. Bây giờ đâu khổ gì. Con nói gì kỳ vậy? Con thương em không? Má thương thằng Tài lắm, con biết không? Má thương nó như là thương con vậy đó. Nếu như năm xưa má không đứng ra gánh nợ thay cho má thằng Tài thì lúc đó nó giang hồ bắt thằng Tài á đi đem bán ở xứ khác để cấn nợ rồi. Má
con cũng thương Tài như em ruột của mình vậy. Nhưng mà cứ sống trong cái cảnh nợ nần về hoài, sao sống nổi má. Trời xanh voi xanh cỏ, đợi hôm nay trả công trường thì trả từ từ cũng xong thôi con nè. Thiệt chứ, nợ gì trả tới đời con đời cháu má cũng không hết nữa. Nợ tiền nợ bạc còn trả được, chứ nợ ân nợ nghĩa không bao giờ trả hết đâu. Ngủ đi con. Xong rồi đó. Cảm ơn cậu nha. Tính ra cậu cũng khéo thay lắm á. Thôi ngồi xuống đi mà. Chuyện của dì Lan là sao vậy? Từ trước tới bây giờ tôi thương má Lan giống như là má ruột của tôi vậy đó. Bây giờ còn biết thêm chuyện là má gánh nợ về mẹ ruột của tôi nữa. Mà sao mẹ của cậu nợ nhiều vậy? Ở đây ai không mắc nợ đâu. Dân sống ở làng chài này khổ lắm. Sống dựa theo ông trời mà năm nào cũng bão hết. Biển động, mất mùa, nợ cũ chưa trả hết, nợ mới tới. Má con tôi không có tiền trả nợ. Sao tôi toàn nghe cậu nói về mẹ của cậu không à? Rồi ba của cậu đâu? Tôi càng thương mẹ bao nhiêu, tôi càng ghét ông bấy nhiêu. Lúc mà nhà tôi khổ nhất, ông bỏ má con tôi lên Sài Gòn theo người phụ nữ khác. Chính vì vậy cho nên cậu mới ghét người thành phố hả? Vậy còn sợi dây chuyền là vật gia đình, tại sao cậu lại bán? Kỷ niệm để nhớ mà đúng không? Gì cũ thì mình cho qua. Để hướng tới tương lai hả? Anh vừa xà mà vừa sến. Nè, tôi có cái này cho cậu coi nè. Mấy tấm hình tôi chụp cậu á, đẹp lắm. Sao lì quá vậy? Cứ xóa không chịu xóa. Tôi thấy đẹp mà, xóa làm gì? Nè, mặt thấy ghê đẹp gì? Đây, xóa. Đẹp. Ê, ê. Lì lòm, muốn đưa tôi xóa coi. Hình của tôi. Đưa đây. Hình của tôi. Ê, không à. Hình tôi chụp đó. Muốn đi chưa? Anh muốn đi chưa? Ê, hai bé cái nhậu không? Chắc tôi sợ chị à. Đừng đi mà. Điện thoại. Gậy. Nhìn cái gì? Tôi biết rồi. Tôi hấp dẫn quá. Còn cậu thì mới lớn, cho nên tò mò muốn coi cái gì. Tôi thấy người ta ra biển quá trời kìa. Đó là chuyện của người ta. Bộ con không phải người ta hả?
cậu là cá thành tinh hay gì? Rồi đại ca ơi, tụi nó đang livestream bóc phốt mình trên mạng á. Tụi nó làm như vậy là muốn giết chết ba con mình luôn đó. Nhìn hoài sao sống đi hả bà? Má, cá nó bỏ thuốc ương hết như vậy, buôn bán gì được nữa má? Con xử tụi nó.